Hồi sáng này chú Sáu, chú Thím Sáu có xuống Phước An bắt mấy con móng tay với mấy con nghêu. Bây giờ về nấu cháo ăn nha cả nhà. Đây, cả nhà mình xem nè. Có bắt mấy con nghêu đây. Cái này là nghêu cả nhà. Trong cái lón này không biết sao là nhiều quá, chừng nhiêu cả nhà. Còn bên này cần số móng tay nha cả nhà. Là bây giờ nó cũng chết, nó thả hồng lùm la cả nhà. Với bên này là những nguyên liệu để chuẩn bị lát nấu cháo nghêu đây. Thím Sáu cũng mua thêm hành với núm núm rơm, núm bào ngư. Còn bên này là cái số rau sống mà lát mình ăn kèm với cháo nghêu nha cả nhà. Tao mà có nhà lát chút xíu nấu cháo chín rồi mà cả nhà mình cũng ăn nha. Thì Thím Sáu cũng bắt nồi cháo lên nè, cả nhà mình cũng xem đây. Có núm rơm, có móng tay với mấy con nghêu. Nhưng mà Tiếng Sáu cũng mua thêm một số mấy cục thịt, mấy cục xương để kèm nấu cho nó ngọt, phần ngọt thêm nha cả nhà. Bắt nồi cháo lên cả nhà. Tiếng Sáu vớt bọt rồi. Bây giờ luộc móng tay với mấy con nghêu nha cả nhà. Luộc thì chỉ đổ miếng nước vô thôi. Giờ đang luộc móng tay, mới đổ nước vô rồi, nó cũng chưa có chín. Cả nhà nhìn thấy nè. Son nghêu với móng tay đây. Trực tiếp là móng tay với mấy con nghêu cũng hả hồng hết rồi cả nhà. Thím Sáu lấy ra để sóc lên để cho nó đều. Nghêu nó cũng hả hồng luôn rồi cả nhà, sắp chín hết rồi. Nồi cháo bên này cũng sôi quá chừng sôi luôn rồi cả nhà, thấy không, hai bên luôn. Luộc chín thì ra được nhiều ruột rồi cả nhà, nó gần cả tô luôn cả nhà. Mấy móng tay này công nhận nó thịt bự bự không à, thịt nhiều quá, thịt nó nhiều gấp mấy lần mấy con nghêu cả nhà. Bây giờ Thím Sáu ở đây để khèo trở lại cho nó săn săn rồi bắt đầu bỏ nồi cháo nha cả nhà. Cháo đổ vô chút xíu dầu bắt đầu khèo cái mấy nghêu này nghe. Nêu mà kèo lên thì lắc đổ thì cháo ngọt lắm cả nhà. Thơm quá. Cái nhà thấy nguyên cái chảo nhiều không? Như khèo sơ sơ sơ. Cháo đổ nước thêm vào nồi cháo nãy giờ hầm mấy con thịt nó cũng hơi cạn nước, đổ thêm vô cả nhà, nước thêm vô. Rồi coi đó được chưa,
ở nhà mình thấy không, nêu xèo sơ sơ lại, lát để vô làm cháo nêu với móng tay cả nhà. Con móng tay nó bự ghê cả nhà ơi, nó dài lắm, đúng là móng tay thiệt. Coi nó dài nè cả nhà. Bự ghê luôn. Bự quá bự. Móng tay con nào nó mập mập không cả nhà. Nhà cháo đi. Rồi, sớt ấy bỏ vô nồi cháo đi. Chúng ta nó cứ thêm phần ngọt chút xíu. Wow. Cháo miêu với móng tay mà nấu cháo thờ chắc ngọt dữ lắm cả nhà. Nhà mình thấy không? Đây số nấm bào ngư hồi nãy cũng rửa sẵn rồi á, cả nhà cũng thấy. Giờ cũng cháu khèo tiếp nấm bào ngư rồi bỏ chung với cháo luôn. Bánh đi bột ngọt. Này nó ngọt nó lắm rồi nè. Và nấm bột ngư nấu nồi cháo móng tay với nhiều này nấm bột ngư thêm nữa. Ăn chắc ngọt lắm đây cả nhà ơi. Bên đây nồi cháo cũng sắp chín rồi nha cả nhà. Giờ nấm này cũng chín rồi nha cả nhà. Giờ mình xớt vô nồi cháo luôn. Thím Sáu sẽ xớt vô nồi cháo luôn cả nhà. Quá. Wow. Nồi cháo móng tay với con nhiều thơm quá. Cả nhà mình thấy không? Cháo móng tay. Móng tay với nhiều nấm rồi kèm thêm cháo kèm thêm mấy cục xương của thịt heo nữa. Ngon lắm đây. Phi hành. Sáu phi miếng hành lên cả nhà. Để lát bỏ cho nồi cháo, để nồi cháo luôn. Cho phần nó thơm hơn chút xíu nữa. Bắt cái chảo lên cho nóng rồi bắt đầu cũng cháo mới đổ dầu. Niềm cháo cả nhà, niềm cháo, niềm cháo. Niềm bột ngọt, muối. Mấy móng tay với mấy con nghêu, rồi núm rơm đó, mấy cái đó cũng ngọt rồi. Bây giờ mình phải niêm thêm. Mình cho dày thêm, kèm thêm mấy cái này vô nó còn ngon hơn nữa cả nhà.
bỏ hành vô. Bác mình ăn tới đâu mình bỏ tiêu tới đó hay sao? Không bỏ luôn. Ừ, ăn, ăn tới đâu, đâu ai, ai ăn ai thích ăn tiêu thì sẽ bỏ tiêu cả nhà. Dạ chính rồi. Nồi cháo cũng đã chín rồi nha cả nhà. Thôi mời cả nhà mình ăn cháo hến với nghêu với chú Thím Sáu nha. Đây, cả nhà mình thấy nồi cháo chín rồi nè. Ngon ghê không? Nấm nè. Móng tay nè. Móng tay rồi nấm rồi nghêu. Có xương nữa cả nhà. Xương. Còn bên đây rau ăn kèm nữa cả nhà. Rau sống thôi. Rau sống với chanh. Rồi nước chấm mắm với hành phi. Cả nhà mình thấy không? Bên đây rau sống, còn bên đây thì nồi cháo. Nồi cháo thấy quá ngon cả nhà. Thím Sáu bắt đầu múc cháo nè cả nhà. Mời cả nhà mình cùng ăn cháo móng tay với nghêu chú Thím Sáu nha. Sáng sớm là chú Sáu cũng đi xuống cửa hàng ở dưới cũng phải 5 giờ mấy xuống tới dưới rồi bắt bắt chồng về tới nhà.
tay nó cũng nhiều, sáu con chưa cơm, sáu con chưa cơm nữa. Giờ này nó cháo giờ nãy giờ chín này, nó đói, ăn nghe ngon được cả nhà, quá ngon. Tay này nó ngọt đó nha, ngọt ghê luôn. Ngon quá. Quá nhẹ, đang cũng tốt nữa, còn thêm chén nữa, ngon quá, đang nó bụng nó sáng giờ cũng tốt cũng quá. Anh chép cái kèm cho cục xương lên 6 ngày cả nhà. Xương mềm xèo luôn, ngon. Còn mày nấm trời, uống tay ngon ghê. Chấm với nước chấm ngon quá.
ngon rồi. Ngon quá nhỉ. Ngon quá là nhạy, chúng ta làm cái miếng nữa quá. Tao mới múc cháo móng tay nhiều quá chị cả nhà. Cả nhà cũng mang với cháu tùy tình nha. Đấy.
Thôi cái clip này xin cũng tạm dừng ở đây. Chúc cả nhà ăn cháo móng tay với nhiều bữa sáu thật là ngon miệng. Tạm biệt cả nhà. Nhớ ủng hộ kênh của Sốt Sốt Phú Đông nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà.